Quyển 45, thứ 15 Bồ Tát Địa, phần đầu Trí Du Gia Xứ, phẩm 17, Bồ Đề Phần 2. Bồ Tát tu bốn chánh y. Bồ Tát vì cầu nghĩa, chẳng vì cầu văn từ hòa mỹ bóng bẩy của thế gian, nên từ người lắng nghe Pháp. Khi cầu nghĩa, chẳng vì cầu văn mà lắng nghe Pháp như vậy. Tùy gặp người thuyết Pháp, dù ngôn âm lưu loát hay bình thường, Bồ Tát chỉ đường nghĩa cùng kính nghe thọ. Lại trừ Bồ Tát như thật rõ biết, thuyết Pháp tối nghĩa và thuyết Pháp hiển nghĩa, như thật biết rồi, chỉ lấy chánh lý làm chỗ nương, tức liền tín thọ, chẳng do những bậc kỳ lão, những người trí thức hoặc Phật hoặc Tăng thuyết pháp. Cho nên chẳng y Bồ Đạc Già La. Như vậy vì Bồ Tát dùng chánh lý làm chỗ nương, chẳng phải Bồ Đạc Già La nên ở nơi nghĩa chân thật, tâm không lay động, ở trong chánh pháp không bị duyên khác lôi kéo dẫn đoạt. Lại trừ Bồ Tát ở chỗ Như Lai phát khởi vun trồng chánh tín sâu xa, vun trồng thanh tịnh sâu xa, một hướng chứng tịnh, chỉ y kinh liễu nghĩa của Như Lai, chẳng y kinh bất liễu nghĩa. Vì kinh liễu nghĩa làm chỗ nương, nên ở nơi pháp tỷ nại gia của Phật thuyết không bị điều khác dẫn đoạt. Vì cớ sao? Vì dụng kinh bất liễu nghĩa mà Phật thuyết nương trùng trùng môn biện nghĩa bản tánh, Bồ Tát vẫn chưa quyết chắc, còn sanh nghi hoặc, vì chẳng phải liễu nghĩa. Nếu trừ Bồ Tát đối với kinh liễu nghĩa mà không xác quyết, thì ở nơi pháp tỷ nại gia mà Phật thuyết vẫn có thể bị dẫn đoạt. Lại trừ Bồ Tát ở nơi chân thật trí kiến thấy là chân thật, chẳng phải ở nơi văn từ mà nhận biết pháp nghĩa, chẳng phải ở nơi văn từ mà chứng trí chân thật. Trừ Bồ Tát đây như thật rõ biết sự tu thành tựu trí là chỗ nên biết, chẳng phải do văn từ mà thành các thức là chỗ năng liễu đạt. Như thật biết rồi, nghe sở hữu pháp nghĩa tối cực thậm thâm Như Lai thuyết chọn không hủy báng, đây gọi là Bồ Tát tu bốn chánh y. Vì nương bốn chánh y khéo tu tập nên được hiền có bốn lượng, đó là nghĩa sở thuyết chánh lý đại sư tu thành tựu tuệ chân thật chứng trí. Lại trừ Bồ Tát việc lấy tất cả bốn y làm chỗ nương mà tinh cần phát khởi chánh gia hạnh, ở nơi đạo xuất yếu khai thị rõ ràng, không mê lầm hoặc loạn. Bồ Tát tu bốn vô ngại giải. Trừ Bồ Tát ở nơi tất cả pháp, tất cả môn sai khác, tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu, đường tù thành tựu trí không trệ ngạ, trí không thối chuyển. Đây gọi là pháp vô ngại giải của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát, ở nơi tất cả pháp, tất cả tướng sai khác, tận tánh sở hữu, như tánh sở hữu, đường tù thành tựu trí không trệ ngại, trí không thối chuyển. Đây gọi là nghĩa vô ngại giải của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát, ở nơi tất cả pháp, tất cả tướng tận, tướng ngữ, tánh, tận tánh sở hữu, như tánh sở hữu, đường tu thành tựu trí không trệ ngại, trí không thối chuyển. Đây gọi là từ vô ngại giải của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát ở nơi tất cả pháp, tất cả phẩm sai khác, tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu, nương tù, thành tựu trí không trệ ngại, trí không thối chuyển. Đây gọi là biện vô ngại giải của Bồ Tát. Nếu trừ Bồ Tát nương bốn vô ngại giải của Bồ Tát như vậy, sẽ thành tựu năm thiện xảo rất thù thắng vô lượng. 1. Uẩn thiện xảo. 2. Giới thiện xảo. 3. Xứ thiện xảo. 4. Duyên khởi thiện xảo. 5. Xứ phỉ xứ thiện xảo. Do bốn hành tướng đầy ở nơi tất cả pháp, Bồ Tát tự khéo diệu hiện chánh đẳng giác, cũng khéo vì người khai thị không điên đảo, bỏ qua bốn chủng hành tướng đầy, còn không tự năng khéo diệu hiện chánh đẳng giác, huống chi vì người khai thị không điên đảo. Tư lượng Bồ Đề của Bồ Tát lược có hai chủng: 1. Tư lượng phước đức. 2. Tư lượng trí huệ. Nghĩa của hai tư lượng đầy trong phẩm tự lợi lợi tha ở trước đã phân biệt rộng. Lại hai từ lượng phước đức và trí huệ đây, Bồ Tát nếu tu tập trong vô số kiếp đầu tiên gọi là hạ, nếu tu tập trong vô số kiếp thứ hai gọi là trung, nếu tu tập trong vô số kiếp thứ ba gọi là thượng. Bồ Tát tinh cần tu tập 37 phẩm pháp Bồ Đề Phần. Trừ Bồ Tát nương vào bốn vô ngại giải của Bồ Tát do khéo phương tiện nhiếp lấy diệu trí 37 phẩm pháp Bồ Đề Phần, nên như thật rõ biết mà không tác chứng. Đây gọi là Bồ Tát rộng khắp tất cả lý thú 37 phần pháp Bồ Đề của hai thừa, đều như thật biết, đó là lý thú Thanh Văn Thừa và lý thú Đại Thừa. Ở nơi lý thú 37 phần pháp Bồ Đề của Đại Thừa, đều năng như thật rõ biết. Ở nơi lý thú 37 phần pháp Bồ Đề của Thanh Văn Thừa, đều như thật rõ biết, như trong phần Thanh Văn Điện đã nói ở trước. Sao gọi là Bồ Tát ở nơi lý thú 37 phần pháp Bồ Đề của Đại Thừa như thật rõ biết? Trừ Bồ Tát nằm ở nơi thân trụ quán tuần thân, không ở nơi thân phân biệt có tánh, cũng không phân biệt tất cả chủng loại đều không có tánh.
Lại nữa, ở nơi thân, pháp tánh tự tánh ra lìa nói năng như thật rõ biết. Đây gọi là nương lý thú thắng nghĩa, năng tụ tập niệm trụ ở nơi thân, trụ quán tuần thân. Hoặc chư Bồ Tát có diệu trí, chuyển theo lý thú an lập, vô lượng, gọi là nương lý thú thế tục, năng tụ tập niệm trụ ở nơi thân, trụ quán tuần thân. Như tụ tập niệm trụ ở nơi thân, trụ quán tuần thân, thì tất cả niệm trụ khác, tất cả pháp bồ đề phần khác, nên biết cũng vậy. Như vậy, Bồ Tát ở nơi thân thọ tâm pháp không phân biệt khổ, không phân biệt tập, không phân biệt sở tác đầy đoạn diệt, không phân biệt đắc diệt, đây là nhân của đạo. Lại tức ở nơi pháp tánh, tự tánh giác địa nói năng đây, như thật rõ biết hoặc pháp tánh khổ, hoặc pháp tánh tập, hoặc pháp tánh diệt, hoặc pháp tánh đạo. Đây gọi là nương vào lý thú thắng nghĩa, tu pháp bồ đề phần làm chỗ nương, duyên đế tu tập. Hoặc trừ Bồ Tát có diệu trí, thuận chuyển theo lý thú an lập vô lượng, gọi là nương lý thú thế tục, duyên đế tu tập. Trong đây Bồ Tát không chỗ phân biệt, ở nơi tất cả pháp đây nên biết gọi là chỉ. Được có bốn hành của Bồ Tát gọi là chỉ. Một, trí thắng nghĩa thế tục, hành dẫn đầu. Hai, quả trí thắng nghĩa thế tục. Ba, rộng khắp tất cả tưởng hí luận, không dụng công mà truyền. Bốn, tức ở nơi lìa lời như vậy, duy chỉ có sự, do không có tướng không chỗ phân biệt, nên tâm tịch tĩnh, hướng đến tất cả pháp tánh bình đẳng, chỉ một vị thật tánh, do bốn hành đây, trừ Bồ Tát chuyển vận đạo, chỉ dần dần cho đến viên mãn trí kiến, năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Hoặc sở hữu chân trí như thật ở nơi lý thú thắng nghĩa của các pháp, và sở hữu diệu trí ở nơi lý thú thế tục an lập vô lượng, nên biết gọi là quán. Trong đây lược có bốn hành của Bồ Tát gọi là quán, thực hành bốn hành đạo chỉ làm hành dẫn đầu, ở nơi tất cả pháp xa lìa biên chấp tăng ích không trần tránh, xa lìa biên chấp tồn giảm không trần tránh, cùng với thuận theo các pháp vô lượng, diệu quán lý thú an lập sai biệt, do bốn hành đây là chuyển vận đạo quán của chư Bồ Tát, dần dần cho đến viên mãn trí kiến năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây gọi là lược nói chỉ quán của chư Bồ Tát. Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, lược thuyết có 12 chủng. Nương bên trong có 6 chủng phương tiện thiện xảo, năng tu chứng tất cả Phật Pháp. Và nương bên ngoài có 6 chủng phương tiện thiện xảo, năng thành thục tất cả hữu tình. Nương bên trong có 6 chủng phương tiện thiện xảo, năng tu chứng tất cả Phật Pháp. Một, chư Bồ Tát đối với tất cả hữu tình, tâm bi đồng hành, đoái thương chẳng xả. Hai, chư Bồ Tát như thật biết khắp tất cả các hành. Ba, chư Bồ Tát hằng ở nơi sở hữu diệu trí của vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thâm tâm hân lạc. Bốn, vì chư Bồ Tát đoái thường hữu tình làm chỗ nương, nên không xả sanh tử. Năm, vì chư Bồ Tát như thật biết khắp tất cả các hành làm chỗ nương, nên luân chuyển trong sanh tử mà tâm không nhiễm. Sáu, vì chư Bồ Tát vui thích Phật trí làm chỗ nương, nên tinh tấn mãnh liệt. Nương bên ngoài có 6 chủng phương tiện thiện xảo, năng thành thục tất cả hữu tình. Một, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát năng khiến tất cả hữu tình dùng ít thiện căn mà chiêu cảm quả vô lượng. Hai, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát năng khiến hữu tình ít tốn công lực nhưng dẫn nhiếp vô lượng thiện căn rộng lớn. Ba, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát năng khiến đoạn trừ khỏe não đối với hữu tình phỉ báng trái ghét thánh giáo Phật. Bốn, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đối với hữu tình hủy báng trái ghét bậc trung khiến khéo thú nhập. Năm, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đối với hữu tình đã nhập vào năng khiến thành thục. Sáu, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát năng khiến được giải thoát đối với hữu tình đã thành thục. Một, sao gọi là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát khiến các hữu tình dùng ít thiện căn mà cảm quả vô lượng. Trừ Bồ Tát phương tiện thiện xảo khích lại các hữu tình xả vật nhỏ bé xấu kém, cho đến thấp nhất chỉ bằng một hạt lúa để thí ruộng xấu dơ, cho đến thí cho các loài bằng xanh xuẩn động, làm thí như vậy rồi hồi hướng cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy thiện căn vật ruộng tuy thấp nhưng do lực hồi hướng nên cảm quả vô lượng. Hai, sao gọi là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát khiến các hữu tình dùng ít công lực nhưng dẫn nhiếp thiện căn rộng lớn vô lượng. Trừ Bồ Tát phương tiện thiện xảo thấy các hữu tình tin hiểu thọ tà trai giới như một tháng không ăn, Bồ Tát phương tiện thiện xảo nói phép tám chi thánh trai giới khiến họ xả bỏ thọ tà trai giới vốn tốn nhiều công lực cực khổ, lại cảm quả không đáng ưa thích, lại khuyến khích họ xem tu học trai giới chân chánh không tốn công lực nhưng thành tựu quả khả ái rộng lớn. Hoặc các hữu tình muốn cầu giải thoát nhưng lại khởi tà phương tiện, tình khẩn không giải đãi tự tu khổ hạnh, Bồ Tát phương tiện thiện xảo thuyết pháp trung đạo khiến lìa hai biên, khiến nhập trung đạo.
hoặc các hữu tình muốn cầu sanh thiên nhưng lại khỏi tà phương tiện như lên núi cao hiểm trở, thờ lửa, đoạn việc ăn uống. Bồ Tát phương tiện thiện xảo tuyên nói tịnh lự không điền đảo, khiến kiều thủ được hiện pháp lạc trú, đường lai chứng đắc không các nạn khổ, thành tựu quả sanh thiền thù thắng, đồng hành hỷ lạc.